Sau 3 năm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án cấu kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Evergreen Precision Việt Nam tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến trong vòng 3 đến 5 năm tới, công ty sẽ tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động. Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để bắt đầu sản xuất chạy thử từ tháng 4 tới đây. Dự án của công ty Evergreen trong tháng 6 năm nay sẽ đi vào hoạt động chính thức với quy mô sản xuất khoảng 270 triệu sản phẩm trên mỗi năm. Trong năm 2024 này, công ty cần tuyển dụng khoảng 1.000 lao động có tay nghề và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Công ty sẽ bố trí cho người lao động ở ký túc xá. Với 5 mã hàng, gần 350.000 sản phẩm xuất đi Mỹ và Hàn Quốc trong quý 1, cùng một số đơn hàng đang đàm phán để ký kết thực hiện trong quý 2, nên hiện nay công ty cổ phần may Haloteco cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động nghề may mặc. Hiện nay thì công ty cũng đang cần tuyển, nói chung phải tuyển khoảng 200 lao động có nghề may. Hiện nay nó cũng khó bởi vì lao động khu vực hiện nay thì hầu như là đi nước ngoài nhiều hơn. Cái thứ hai là cả cái khu công nghiệp V-Ship và các doanh nghiệp khác thì cũng mở nhiều, cho nên nó cũng có trên cái thị trường lao động đang có cạnh tranh. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, lao động đến tìm việc tăng cao. Và điều đáng mừng là cơ hội việc làm tại Nghệ An trong năm 2024 cũng rất rộng mở. Hiện có hơn 100 doanh nghiệp đơn vị đăng ký tuyển dụng, khoảng 30.000 lao động với trung tâm. Các vị trí tuyển dụng mới chủ yếu là lao động phổ thông, nhân viên văn phòng. Trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn là may mặc, với gần 8.500 người, sản xuất giày da gần 3.500 người, linh kiện điện tử khoảng 3.000 người. Nhu cầu về tuyển dụng lớn đến thế thì các cái vị trí việc làm cũng được mở rộng và rất đa dạng ngành nghề. Đây là mức các cái mức lương với các cái vị trí, rất nhiều cái lựa chọn cho người động để phù hợp với khả năng, năng lực, trình độ của bản thân. Thì chúng tôi đã tư vấn cho người động và đưa ra các cái vị trí việc làm cho người lao động lựa chọn. Và đặc biệt là mời các doanh nghiệp trực tiếp về tại trung tâm để cùng với doanh nghiệp, cùng với người đồng để hai bên gặp nhau. Và qua đó thì một số lao động đã kết nối được với công việc các doanh nghiệp và đã có cái tín hiệu là ký kết hợp đồng. Hiện các đơn vị đang phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, quan tâm đến công tác đào tạo nghề. Đặc biệt, bên cạnh mức lương hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An cũng có nhiều đãi ngộ khác đối với người lao động, như có ký túc xá, xe đưa đón, nhằm thu hút giữ chân người lao động trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh bình đẳng như hiện nay.